Nhân vật phản diện quá quyến rũ. Tập 2. Bữa tiệc đã trôi qua một nửa, cuối cùng cũng đến lượt Thịnh Noãn lên sân khấu. Anh sang chiếu vào cây đàn piano, cô chậm rãi đưa tay, nhấn phím đàn đầu tiên. Giai điệu nhẹ nhàng trôi chảy, khung cảnh bữa tiệc dần trở nên yên tĩnh, mọi người ngắm nhìn cô gái trên sân khấu, liền thấy cô như hòa hợp với tiếng đàn, cả người được bao phủ một vầng hào quang ấm áp mà thanh tao. Cố Lan Phong đứng cách hội trường không xa, anh chưa từng thấy dáng vẻ này của cô ấy, trông giống như lần đầu tiên quen biết vậy. Đúng vậy, một cô gái sẵn sàng mạo hiểm để cứu người, nội tâm sao có thể xấu xa như vậy được chứ? Cách xa sân khấu, Diệp Nam hành vì bận chăm sóc mẹ nên đến muộn, anh không ngồi dưới khán phòng mà đứng sau đám đông. Nhìn lại sân khấu xa xa, cô gái bên cây đàn piano khẽ ngẩng đầu, tựa như đang nhìn về một nơi nào đó. Vào lúc đó, Diệp Nam hành thực sự có một cảm giác, cô ấy cũng bị tổn thương. Một người được nuông chiều thích tùy ý làm bừa như cô ấy, cũng biết đa sầu đa cảm sao. Sau khi biểu diễn kết thúc, cô đứng dậy cúi chào mọi người, khán giả vỗ tay như sấm thậm chí có cả những tiếng huýt sáo thịnh noãn từ trên sân khấu bước về phía hậu đài tiến vào phòng hóa trang để thay đồ quay đầu lại liền thấy thương việt đang đứng nghiêng đầu nhìn cô cười cười chơi đàn rất hay nghe nói em là người thế sân là vì chị họ đi quay phim rồi sao chính là cái người hôm đó cố ý ngã xuống vườn hoa giả vờ bị em bắt nạt thịnh noãn có chút hơi giật mình anh nhìn thấy rồi sao không chỉ nhìn thấy còn quay lại nữa có cần anh công khai không thịnh noãn liền lên tiếng hỏi anh muốn làm gì giúp em thôi, anh có thể công khai đoạn video đó, nhưng đổi lại. Em phải đồng ý với anh một chuyện. Thịnh Noãn hỏi anh, chuyện gì vậy? Thương Việt nghĩ nghĩ rồi cười nói, còn chưa nghĩ ra, cơ hội này anh có thể giữ lại. Nhưng sau một khắc, anh ta liền nhìn thấy cô gái đối diện không chút do dự đáp, không cần đâu, Thương Việt đột nhiên cảm thấy khó hiểu, sao vậy? Tôi không bận tâm chuyện bị người khác hiểu lầm, càng sẽ không vì để thay đổi cách nhìn của người khác với tôi mà trả một cái giá không xác định. Thương Việt hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười, nhìn không ra, em còn khá thông minh đấy. Thịnh Noãn tức giận trợn mắt, không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Nhìn thấy Thịnh Noãn không quay đầu lại bước đi, Thương Việt nhướng mày buồn cười. Quả nhiên không giống với những cô gái mà trước đây anh ta gặp, họ đều sẽ liều mạng tiếp cận anh, đây là lần đầu tiên có người tránh mặt anh. Nhưng hình như cô ấy thích cái tên hot boy họ cố đó, quả nhiên là trẻ con, thẩm mỹ còn cần phải được cải thiện thêm. Bên này, lễ kỷ niệm của trường trung học số 1 đã thành công tốt đẹp, ở phía bên kia, Thịnh Miên đang ở trên trường quay bên cạnh cô ta là một diễn viên cùng đoàn tò mò hỏi cô thịnh miên cô đang xem gì vậy tôi đến đoàn làm phim quay phim không thể tham gia lễ kỷ niệm của trường cô giáo tìm người cứu cánh cũng không biết hiệu quả thế nào người bên cạnh lịch sự khen ngợi chắc chắn là không bằng cô rồi hy vọng không bởi vì tôi mà ảnh hưởng đến hiệu quả tiết mục của trường học mấy diễn viên cùng đoàn bên cạnh cô ta cũng phụ họa theo cô cũng đừng quá ái náy chuyện của đoàn làm phim quan trọng hơn quay tốt sau này cô sẽ có thể trực tiếp tiến vào giới giải trí đúng rồi cô vốn phải biểu diễn tiết mục gì vậy? Đó chính là độc tấu piano. Video của buổi lễ kỷ niệm thành lập trường đã được đăng tải lên mạng, Thịnh Miên mở nó lên, có người quay lại rồi đây, tôi còn chưa kịp xem, cùng nhau xem đi. Thịnh Noãn, cô thất thố cũng đừng trách tôi, muốn trách thì trách bản thân mình không tự lượng sức đi. Đây là em họ của tôi, chắc sẽ không quá kém đâu, mấy cô gái bên cạnh còn đùa dẫn và nói rằng người này chắc chắn không tốt bằng Thịnh Miên. Nhưng khi họ nhìn thấy sự xuất hiện của cô gái dưới ánh đèn sân khấu trong video, khi tiếng đàn piano bắt đầu vang lên vẻ mặt của thịnh miên và những người bên cạnh cô ta trở nên khó tả với trình độ của người giải cứu như vậy cô ta còn cần lo lắng sao hay là nói thịnh miên còn giỏi hơn cả cô gái này biểu cảm của thịnh miên cũng từ hà hê chờ xem trò cười chuyển sang xanh trắng lập lòe lúc này cô ta mới hiểu chẳng trách đám người đang chế giễu thịnh noãn đều không nói nữa rồi thì ra bọn họ đều bị vả và vào mặt cô ta trực tiếp khóa màn hình tắt video cắn chặt môi trầm mặc một hồi thịnh miên cảm thấy mặt mình cũng hơi nóng những người bên cạnh cô không nói gì chỉ lặng lặng bỏ đi, nhưng Thịnh Miên lại cảm thấy ánh mắt những người đó nhìn cô ta đầy vẻ mỉa mai. Ngay sau đó cô ta nghe thấy người của đoàn làm phim lên tiếng gọi, Thịnh Miên, đến cô rồi, cảnh quay của Thịnh Miên hôm nay trùng hợp chính là cảnh chơi đàn piano. Thịnh Miên tự chấn an bản thân, không thành vấn đề, Thịnh Noãn có một lần nổi tiếng cũng không thành vấn đề, đó chỉ là một lễ kỷ niệm nhỏ của trường. Hiện tại cô ta đang ở trường quay, và cô ta đang quay một bộ phim truyền hình chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, khi bộ phim truyền hình đó phát sóng, Cô ta sẽ là một cái tên quen thuộc. Hào quang của Thịnh Noãn có tính là cái thá gì? Thịnh Miên ngồi trước đàn piano với lớp trang điểm tinh xảo, đưa tay chạm vào phím đàn. Đây là một cảnh vô cùng quen thuộc với cô ta, nhưng không hiểu sao, cảnh tượng đẹp đẽ tinh xảo của Thịnh Noãn dưới ánh đèn sân khấu vừa rồi lại xuất hiện trước mặt cô ta, tim cô ta thắt lại, tay lập tức chơi sai vài nốt nhạc. Sắc mặt Thịnh Miên cứng đờ, cô ta vội dừng lại, đang muốn bắt đầu lại thì nghe thấy trợ lý đạo diễn lớn tiếng khiển trách, hậu kỳ còn lồng tiếng lại. Cô hoảng cái gì? Tạo dáng thôi mà cũng không được là sao? Rốt cuộc là cô có thể quay không? Không quay được là tôi thay người đấy." Lúc này Thịnh Miên mới hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch rồi xanh mét, liên tục xin lỗi, "Xin lỗi đạo diễn, vừa nãy tôi hơi căng thẳng, xin anh hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa." Bên cạnh, các diễn viên cùng tổ nhìn nhau, đều nhìn ra sự trào phúng trong mắt đối phương, tôi thấy cô ta chỉ muốn thể hiện là mình hơn người khác thôi. Kết quả phát hiện bản thân mới là đứa bị đè bẹp nên trạng thái hơi suy sụp rồi, muốn làm minh tinh mà tâm lý kém thế này là không được rồi. Thịnh Noãn không biết, cho dù không gặp nhau, cô cũng có thể bị Thịnh Miên ghi thù. Thịnh Noãn, đều tại cô, chuyện nhục nhã hôm nay tôi nhớ kỹ rồi. Ngay lúc này, Thịnh Noãn đột nhiên hát hơi liên tục, là ai đang nhắc tới mình sao? Sau khi ca phẫu thuật cho mẹ của Diệp Nam hành kết thúc, Thịnh Noãn cũng đến bệnh viện thăm. Thế nào, cô có chỗ nào không khỏe không? Cảm ơn cậu sáng sớm đã tới đây giúp tôi, ca phẫu thuật của mẹ tôi rất thành công, trạng thái cũng rất ổn định. Nếu có chuyện gì muốn tôi làm thì cứ nói với tôi. Thịnh Noãn lộ ra vẻ suy tư, thì ra cậu ta căn bản không tin cái cớ mình nói lần trước cậu ta vẫn như cũ tưởng mình giúp cậu ta là vì có ý đồ riêng cô liền lên tiếng nói chúng ta là người yêu của nhau cả rồi đừng khách sáo vậy chứ tôi biết cậu không thích tôi thế này đi cũng không đến nửa năm ba tháng thôi cậu làm bạn trai của tôi ba tháng sau đó chúng ta chia tay thế nào diệp nam hành ngẩng đầu nhìn cô dừng một chút chậm rãi gật đầu được thịnh loãn lập tức nở nụ cười quyết định thế nhé cậu chăm sóc cho cô đi tôi về nhà đây có chuyện gì cứ liên lạc với tôi." Diệp Nam hành hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì vậy, không lẽ thật sự nhìn chúng mình rồi sao? Thịnh Noãn đang đi thì nhận được tin nhắn của Thịnh Linh San. "Bảo bối, tối mai con của bạn mẹ đính hôn, con tham dự với mẹ nhé, ba con đã bảo người đưa đến mấy bộ lễ phục với trang sức rồi, con về sớm thử đồ nha." Cho dù xa nhau nhưng Leslie vẫn rất quan tâm tới mẹ con nguyên chủ, theo cách nói của hệ thống, cuối cùng Leslie sẽ chết, suy cho cùng cũng là vì ông ấy đã chọn sai đồng minh. Vì để tranh giành quyền lực trong gia tộc Norman, Leslie đã chọn hợp tác với con trai cả của nam tước Phil và giả vờ nâng đỡ đứa con riêng thương Việt này. Nhưng Leslie không hề biết rằng thương Việt sớm đã biết được mục đích thật sự của ông ấy, ông ấy lại càng không biết rằng cuối cùng cả gia tộc Phil cũng rơi vào trong tay đứa con riêng này. Vị nam tước đó của gia tộc Phil đã thất bại trong việc tranh giành quyền lực với đứa con riêng thương Việt này, Leslie bị thương Việt trả thù, bị bao vây tứ phía, cuối cùng thất bại mà chết. Có phải mình nên nghĩ cách để Leslie biết thương Việt mới là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của gia tộc Phiêu không? Buổi tối hai ngày sau, Thịnh Noãn đi theo Thịnh Linh San đến địa điểm tổ chức tiệc đính hôn, bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Vừa bước vào, cô vô tình nhìn thấy mẹ con Thịnh Miên ở phía đối diện. "Mẹ, sao bọn họ cũng ở đây vậy ạ? À? Người bạn này của mẹ cũng quen với chú con, chú con chắc đi công tác rồi nên mới bảo mẹ con họ đi dự tiệc." "Bảo bối, mẹ đi chào hỏi bạn, con cứ tự mình chơi trước đi nhé." Nhưng vừa quay người lại, cô không ngờ đụng phải một người thịnh noãn vội vàng lên tiếng xin lỗi lúc này cô mới nhận ra hóa ra là cố lan phong mãi cho đến khi thịnh noãn đứng thẳng dậy và lùi lại một bước anh mới định thần lại cố lan phong ấm áp hỏi thịnh noãn cậu không sao chứ thịnh noãn lắc đầu không sao tôi có việc đi trước đây một giọng nói vang lên bên cạnh noãn noãn lan phong thịnh miên bước đến giả bộ vui vẻ noãn noãn lâu rồi không gặp nghe nói lần trước em thay chị lên sân khấu biểu diễn chị còn chưa cảm ơn em được phải đó cô vương cũng nói rồi khi đó chị luyện rất lâu không ngờ em không cần luyện đã có thể lên sân khấu rồi noãn noãn có phải em còn tức giận vì chuyện phòng giáo vụ lần trước không chị cũng không ngờ có người lại đi tìm thầy hơn nữa chị cũng không trách em chúng ta để chuyện này qua đi có được không hai cô gái đi cùng thịnh miên nhìn về phía thịnh noãn với vẻ mặt coi thường miên miên đây chính là người em họ thích giả làm bạch phú mỹ đó của cậu sao nghe nói là con lai đấy nhìn cũng chẳng thấy giống gì lai chỗ nào vậy bộ lễ phục này không tồi thuê ở đâu vậy chắc rất đắt nhỉ, cô cẩn thận chút, lỡ làm hỏng rồi là phải mất rất nhiều tiền đấy. Các cậu đừng nói vậy, noãn noãn là em họ của tớ, nhưng noãn noãn à, mộng mộng cũng là có ý tốt muốn nhắc nhiều thôi. Bộ lễ phục này của em phải giữ gìn cẩn thận đó, nếu không sẽ để không nổi đâu. Thịnh noãn không nhịn được mà bật cười, không phải chứ, thời đại này còn có người thuê lễ phục sao? Ồ, tôi hiểu rồi, chẳng lẽ lễ phục của các người đều là đồ đi thuê sao? Ba cô gái đột nhiên cứng đờ cả người, sau đó tức giận nói, chúng tôi có thuê cũng là đồ mới, cũng đắt hơn của cô phải đó đồ của cô cũng không biết là từ hàng vỉa hè ở đâu chưa từng thấy qua thịnh miên giả bộ can ngăn nhà em gái tớ có chút khó khăn mua bộ lễ phục này nhất định là đã tốn không ít tiền các cậu đừng nói em ấy nữa thịnh noãn cũng chẳng thèm đôi co với bọn họ chỉ nhếch mép cười lạnh một tiếng thấy phía trước xôn xao mọi người xung quanh liền chú ý đến người trước mặt một cô gái khi nhìn thấy bộ trang phục của thịnh noãn thì không khỏi sửng sốt thì ra bộ lễ phục này cho cô rồi sao thịnh miên biết cô gái này người phụ nữ này hình như là học trò của nhà thiết kế nổi tiếng dâu xa bộ lễ phục này là cô dâu xa thiết kế đấy là đồ mẹ con tôi nghe cô nói bộ lễ phục này là một vị tiên sinh đặc biệt vận chuyển về nước tặng cho vợ và con gái không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở đây vị tiểu thư này sau khi cô mặc nó xong có thể cho tôi mượn để quan sát hai ngày không tôi thật sự rất thích nó tôi xin thề sẽ giữ gìn nó cẩn thận đổi lại tôi có thể tặng cho cô một bộ lễ phục mà tôi thiết kế cô gái xúc động mà cầm chặt tay thịnh noãn ngay lập tức có người kéo cô ta ra đó chính là vệ sĩ mà ba cô đã ra lệnh bảo vệ hai mẹ con Thịnh Noãn. Đám đông thấy có rất nhiều vệ sĩ ở đây thì bắt đầu xôn xao, xảy ra chuyện gì vậy, người này là ai? Tham dự bữa tiệc còn mang theo cả vệ sĩ, thân phận của cô con gái này không bình thường chút nào. Thịnh Linh San liền bước đến hỏi vệ sĩ, xảy ra chuyện gì vậy steward, có người mạo phạm tiểu thư à? Thịnh Noãn vui vẻ cười nói, cô ấy chắc chỉ là một nhà thiết kế thôi, tôi không sao, anh xuống dưới trước đi. Mẹ cô gái nọ vội đến kéo cô ta đi, xin lỗi nhé Linh San. Còn cô con gái vẫn không hiểu chuyện gì, con đã làm sai gì sao? Con sống ở nước với cô con đã nhiều năm, chẳng lẽ chưa từng nghe qua gia tộc Norman sao? Mẹ, ý mẹ là hai mẹ con họ là người của gia tộc Norman sao? Thật không thể tin nổi. Thịnh Miên định lên tiếng nói gì đó với Thịnh Noãn nhưng cô liền quay mặt đi, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi nghỉ ngơi một lát. Hai cô bạn của Thịnh Miên vẫn không ngừng phán xét, vệ sĩ đó với nhà thiết kế cũng là người cô ta thuê thôi nhỉ, thế này cũng quá lố rồi, thật khó tin, phải đó còn tiểu thư no mần nữa chứ tớ sắp không nhịn cười được nữa rồi người em họ này của cậu bệnh cũng nặng quá đấy cô ta xem bản thân mình là công chúa à thịnh miên cảm thấy có chút lạ cô nói là mình đã gả cho một họa sĩ ở nước y nhưng cảnh tượng vừa rồi rốt cuộc là sao vậy lần trước thịnh noãn còn lấy ra 10 vạn trả nợ cho triệu anh tử chẳng lẽ cô ta thật sự là bạch phú mỹ sao thịnh miên liếc thấy cố lan phong đi qua cô ta vội lên tiếng gọi lan phong đã lâu không gặp qua bên kia nói chuyện chút đi nhưng bất ngờ cố lan phong lại hờ hững đáp hôm khác đi. Nói xong anh quay người rời đi, Thịnh Miên nhìn theo với ánh mắt khó chịu, cứ luôn cảm thấy thái độ của cậu ta đối với mình khác đi nhiều rồi, là mình cảm nhận sai sao. Thịnh Noãn bước vào một căn phòng nghỉ ngơi. Trước đây vệ sĩ của mẹ con Nguyên chủ đối với Leslie cũng không khoa trương như vậy, hơn nữa xung quanh chắc chắn không chỉ có những người này. Chuyện này chỉ có thể giải thích là Leslie bên đó xảy ra chuyện rồi, ông ấy cảm thấy sự an toàn của mình với Linh San có thể bị đe dọa, thế nên mới phái người đến bảo vệ. Vẫn là gia đình trước kia của mình tốt tuy chỉ là nhà giàu mới nổi nhỏ nhoi không thể cứ động một tí là tặng lâu đài tặng châu báu nhưng ít nhất cái mạng nhỏ này cũng an toàn sinh ra ở gia tộc Norman này làm không tốt cái là lâu đài châu báu gì cũng tan thành mây khói hết bỗng nhiên có tiếng động bên ngoài cửa thịnh noãn cảnh giác quay ra nhìn thương việt một tay cầm dao cậy cửa xông vào phòng cô một tay còn lại thì cầm súng thịnh noãn có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta xuất hiện ở đây thương việt vội vàng kéo chiếc rèm cửa lại sau đó nói với thịnh noãn có người đang đuổi theo tôi giúp tôi đi thịnh noãn không khỏi thở dài lại nữa rồi bên ngoài đám vệ sĩ đã bắt đầu mở cửa tiểu thư norman chúng tôi vào đây khi vệ sĩ nhìn thấy thương việt trong phòng lập tức chĩa súng vào anh ta tiểu thư norman anh ta là người của gia tộc phil rất nguy hiểm xin hãy đến bên cạnh tôi thịnh noãn không khỏi suy nghĩ người của thương việt đã đến rồi rất nhanh sẽ đến được đây cho dù mình có mặc kệ thương việt thì anh ta cũng sẽ không có chuyện gì đâu nếu đã như vậy chi bằng bán cho anh ta một ân tình đi mình không chỉ giúp anh ta lần này phần ân tình này cũng sẽ hữu dụng lúc có chuyện quan trọng thương việt vẫn đang năn nỉ cầu xin cô tôi không muốn làm hại cô có người đang đuổi theo tôi nếu cô không cứu tôi thì tôi chết chắc rồi thịnh noãn liền từ từ đứng lên anh ấy là bạn của tôi tôi phải cứu anh ấy tiểu thư norman anh ta là người của gia tộc phil cô làm vậy sẽ mang đến phiền phức cho tiên sinh đấy ạ à. xin cô hãy tránh ra nếu không chúng tôi chỉ có thể thực hiện các biện pháp cứng rắn rồi thịnh noãn lớn tiếng ra lệnh cho đám vệ sĩ ra ngoài ngay lập tức tôi không hiểu giữa các người có chuyện gì, nhưng hôm nay tôi nhất định phải cứu anh ấy, anh có thể nói chuyện này với ba tôi, do ông ấy quyết định. Đám vệ sĩ thấy cô kiên quyết như vậy thì liền dừng tay lại. Tiểu thư, tôi sẽ báo cáo chuyện này với ngài ấy. Sau khi vệ sĩ đi ra ngoài hết, thịnh noãn mới thở dài một tiếng. Thương Việt trầm mặc một hồi, vốn muốn nhờ cô ấy giúp đỡ để chơi chọc cô ấy, không ngờ cô ấy vậy mà lại chọn bảo vệ mình, cho dù biết giữa mình và ba cô ấy có thể có mâu thuẫn. Thịnh Noãn đang không biết tiếp theo cô nên tối đa hóa lợi ích của chuyện này thế nào đây, hay là nói cô đang làm chuyện phí công vô ích. Dù sao theo tư liệu trong nguyên tắc, Thương Việt cũng không phải là dạng người tốt, biết có ơn tất báo là gì. Anh ta đi đến phía sau cô rồi lên tiếng, cô giúp tôi hai lần rồi, cô nói đi, tôi nên cảm ơn cô thế nào đây. Không cần cảm ơn, anh đừng làm hại tôi với người nhà tôi là đủ rồi. Thương Việt nhìn đồng hồ trên tay, tôi phải đi rồi, lần sau gặp. Nhìn thấy anh ta nhanh chóng rời đi như vậy, thịnh noãn không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là không có tác dụng. Sáng ngày hôm sau, tại trường học xảy ra một sự việc khiến cả trường xôn xao, Thịnh Miên này thật sự đã phá vỡ tam quan của tôi đấy. Thế này còn hoa khôi gì nữa? Giới giải trí này thâm sâu thật, Thịnh Miên trông như tiểu tiên nữ vậy mà, thì ra lòng dạ lại xấu xa như vậy. Thịnh Noãn thỉnh thoảng lại nghe thấy bọn họ nói chuyện gì đó về cô và Thịnh Miên. Điện thoại thông báo có tin nhắn đến, Thịnh Noãn mở lên xem thì đó là tin nhắn của người lạ, trên đó có ghi: "Món quà nhỏ, bày tỏ lòng biết ơn." Lúc này Thịnh Noãn cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, xem ra Thương Việt đã công khai đoạn video hôm đó Thịnh Miên hãm hại cô, chẳng trách mới sáng sớm mọi người đã bàn tán về Thịnh Miên. Anh ta sẽ không cứ thế đuổi mình đi đâu nhỉ? Tại đoàn làm phim, Thịnh Miên đang níu cánh tay đạo diễn năn nỉ, "Đạo diễn, những video trên mạng đó đều là cắt ghép ác ý, xin anh hãy cho tôi thêm một cơ hội." Vị đạo diễn kiên quyết nói với cô ta, "Đoàn làm phim cần phải tránh xa mọi rủi ro, dựa vào cái gì mà phải phá lệ vì cô? Thù lao đã thanh toán, về nhà đi." Sao lại như vậy, không nên thế này chứ? Rõ ràng một ngày trước mình còn là hoa khôi, là vai phụ quan trọng trong đoàn làm phim, được tất cả mọi người ghen tị, hiện giờ chỉ vì thịnh noãn mà mọi thứ đều không còn nữa rồi. Ở trường học, thầy chủ nhiệm giáo vụ gọi Thịnh Noãn đến phòng làm việc rồi nói với cô: "Bạn Thịnh Noãn, lần trước là thầy không rõ nguyên do đã khiến em bị oan, hôm nay thầy gọi em đến đây là để xin lỗi em. Thầy xin lỗi, thầy trách lầm em rồi." Cố Lan Phong cũng cúi đầu, "Tôi cũng nên xin lỗi cậu." Thịnh Noãn có chút khó xử chuyện này thực sự không sao đâu ạ à, vì em có năng lực bảo vệ bản thân nhưng em hy vọng sau này thầy sẽ có thể đối xử công bằng với mỗi học sinh cho dù thành tích tốt hay xấu gia cảnh thế nào thường ngày ra sao đối xử bình đẳng với mỗi người trường học như vậy mới thực sự là nơi giáo dục con người thầy sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình đồng thời cũng phê bình dạy dỗ lại bạn thịnh miên Cô lan phong càng ngày càng phát hiện ra nhiều điểm tốt của thịnh noãn không ngờ cô ấy không chỉ rộng lượng mà tam quan cũng ngay thẳng như vậy mọi việc giải quyết xong thầy chủ nhiệm nói với hai người họ hai em trở về lớp học trước đi ngay sau đó ông liền gọi điện thoại cho chu như phụ huynh của thịnh miên đã mấy ngày rồi thịnh miên sao còn chưa tới trường vậy ạ à? nếu em ấy còn không đến trường vậy chúng tôi chỉ có thể đuổi học em ấy rồi khi thịnh noãn đang đi về lớp thì cố lan phong bất ngờ lên tiếng thịnh noãn đợi đã cô quay đầu lại nhìn cậu ta chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi tôi không nên ra tay đẩy cậu nhưng xin cậu hãy tin tôi lúc đó tôi chỉ muốn tách hai người ra đẩy ngã cậu là vô tình thôi thịnh noãn cúi đầu trầm mặc bỏ đi, đều đã qua rất lâu rồi. Ánh mắt Cố Lan Phong có chút vui mừng, vậy cậu tha thứ cho tôi rồi sao? Nhưng đáp lại anh ta chỉ là thái độ hờ hững của cô, tôi nói bỏ đi. Sau đó thịnh noãn quay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại, bỏ mặc Cố Lan Phong vẫn đứng yên bất động. Cô ấy nói bỏ đi chỉ là không muốn so đo tính toán chuyện nhỏ này nữa, chứ không phải là không để bụng hay tha thứ cho mình. Trước đây cô ấy luôn nói thích mình, luôn chạy tới bên cạnh mình, trong mắt chỉ có mình, nhưng không biết từ lúc nào cô ấy không nhìn mình nữa rồi. Thịnh Noãn quay trở về lớp học, ánh mắt cô liền chú ý đến Diệp Nam Hành đang cặm cụi học bài. Cô bước đến trước mặt rồi lấy tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, sau đó ngồi xuống đối diện với anh. "Học hành chăm chỉ như vậy sao?" Thịnh Noãn cất giọng, lúc này Diệp Nam Hành mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Hai người họ ra cầu thang bộ nói chuyện, Thịnh Noãn hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ anh, "Dạo này cô thế nào rồi?" "Bà ấy hồi phục rất tốt, cảm ơn cậu." Ngập ngừng một lát, Thịnh Noãn liền lên tiếng hỏi anh, "Nghe nói cậu đã từ bỏ cơ hội thi toán cấp tỉnh lần này rồi sao?" Đúng vậy, không có thời gian, thi toán cấp tỉnh phải đóng cửa ôn luyện 10 ngày, mẹ anh vừa làm phẫu thuật xong căn bản không thể rời khỏi bà ấy được. Cho dù có tiền mời nhân viên chăm sóc nhưng anh cũng không yên tâm rời khỏi mẹ lâu như vậy. Cậu lo không thể chăm sóc cho cô sao? Tôi có thể giúp cậu, tuy tôi không biết cách chăm sóc người khác, nhưng tôi có thể mời nhân viên chăm sóc, sau đó tôi ở bên cạnh theo dõi. Nếu cậu không yên tâm thì tôi có thể mời 2 đến 3 người, nhất định sẽ có thể chăm sóc cô thật tốt. Diệp Nam Hành nghe cô nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên mà nhìn cô chằm chằm thịnh noãn lại tiếp tục nói nếu cậu đạt giải cấp tỉnh thì cậu sẽ có cơ hội được tuyển thẳng thành tích của cậu tốt như vậy cứ từ bỏ vậy chẳng lẽ không thấy tiếc hay sao nếu sau này cô biết cậu bởi vì mẹ mình mà bỏ lỡ cơ hội lớn như vậy chắc chắn cô sẽ rất buồn đấy hơn nữa vượt qua được khó khăn nhất thời này sẽ càng cho bản thân mình một tương lai tốt đẹp sau này cũng có thể chăm sóc cô tốt hơn không phải sao cậu rất có triển vọng sau này gặp khó khăn gì cũng có thể tự mình giải quyết được không cần phải giống như lần này làm giao dịch với tôi để cứu cô nữa phải không Diệp Nam Hành vẫn ngơ ngẩn nhìn Thịnh Noãn, anh không nghĩ là một cô gái lúc trước chỉ toàn sỉ nhục anh, bây giờ lại nói ra được những lời như thế này, cô ấy thật thẳng thắn. Nhưng Diệp Nam Hành vẫn có chút do dự, thật sự có nên tin một người đã từng thích trêu đùa sỉ nhục mình không? Suy nghĩ một lát, Diệp Nam Hành quyết định thử tin cô một lần, vậy nhờ cậu giúp tôi chăm sóc mẹ tôi. Không vấn đề gì, tôi sẽ bảo người liên lạc với cậu để báo cho cậu về tình hình của cô. Được, cảm ơn cậu. Ôi giàu có gì đâu, đợi sau này cậu giàu đừng quên tôi là được, thịnh noãn trong lòng không khỏi mừng thầm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ lại gần hơn một bước rồi giờ tan học trong khi thịnh noãn đang than thở không biết trưa nay ăn gì thì hai người chị em bên cạnh đang xem điện thoại rồi bàn tán ôi trời mau xem bảng xếp hạng hoa khôi mới này noãn noãn xếp thứ nhất đấy là thật kìa thịnh miên kia đã rớt khỏi top 10 rồi thịnh miên từ đâu lao nhanh đến chỗ mấy cô gái đang ngồi tốc độ lao nhanh như một cơn gió khiến thịnh noãn và mấy người chị em không khỏi giật mình cô ta mặt hàm hàm sắc khí đứng trước thịnh noãn chất vấn cô quay video lại không nói phải đợi cho đến lúc tôi có được mọi thứ mới phát tán ra ngoài. Hại tôi rơi xuống đáy bị người khác chế giễu, cô cố ý có đúng không? Thủ đoạn của cô hay lắm, giờ cô hài lòng chưa? Một cô bạn liền đứng trước chặn Thịnh Miên lại, "Noãn Noãn, cậu đừng để ý đến cô ta, nếu không lát nữa cô ta lại nằm xuống thì sao?" Sau đó quay sang nói đều Thịnh Miên, "Thì ra là hoa khôi cũ, trong bộ dạng của cô bây giờ, mặt mũi trông thật khó coi. Trước đây rất biết giả vờ mà, Noãn Noãn của chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ giả vờ là người có tiền, cô thì hay rồi, đúng là cái đồ giả tạo. Thấy Thịnh Miên giận dữ nắm chặt hai tay lại như muốn đánh nhau, cô bạn của Thịnh Noãn cũng vén tay áo lên, không phục thì đến đây, chỉ là không biết diễn xuất của cái miệng cô có lợi hại không thôi. Thịnh Noãn chỉ còn biết thở dài, khịa thì khịa, sao còn tiện thể lôi mình vào vậy. Khi Diệp Nam hành ra khỏi phòng thi, anh nhìn thấy rất nhiều phụ huynh đang đứng ở bên ngoài đón các thí sinh tham gia cuộc thi, anh chỉ nhìn một lượt rồi quay đi, trực tiếp quay lại bệnh viện. Nhưng vào lúc này, bước chân của Diệp Nam hành đột nhiên dừng lại, anh sững sờ nhìn về phía trước ở phía bên kia mẹ anh đang ngồi trên xe lăn thịnh noãn đẩy xe lăn và đứng đó cầm ô khi nhìn thấy anh cả hai đều mỉm cười khi thấy diệp nam hành bước đến gần thịnh noãn liền giải thích bác sĩ nói cô có thể ra ngoài đi vòng quanh hít thở không khí trong lành rồi yên tâm đi cô hồi phục rất tốt diệp uyển mẹ của diệp nam hành cũng vui vẻ cười nói đúng vậy mẹ rất khỏe mấy hôm nay may mà nhờ có noãn noãn diệp nam hành mím môi dừng một chút rồi nói cảm ơn cậu thịnh noãn bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên thi xong mà có người đợi anh ở bên ngoài thịnh noãn liền đến kéo tay anh đừng khách sáo đi đi trong nhà đã chuẩn bị xong hết rồi chúng ta phải về ăn mừng cho cậu nữa diệp nam hành không khỏi ngạc nhiên ăn mừng sao đương nhiên là phải ăn mừng rồi ăn mừng trước tôi cảm thấy chắc chắn cậu sẽ có thể cầm được giải thưởng lớn diệp uyển có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nhịn được mỉm cười nói với diệp nam hành noãn noãn muốn chúc mừng con mẹ không cản được lần này con thi không tốt là không được đâu đấy nhé thịnh noãn bối rối chớp mắt hỏi anh diệp nam hành cậu sẽ thi tốt mà phải không lúc này bắt gặp ánh mắt thịnh noãn và mẹ diệp nam hành hiếm thấy tỏ ra thái độ hơi nhướng mày bảo đảm sẽ được hạng nhất khi diệp nam hành trở về nhà anh gần như không nhận ra nhà của mình căn phòng gần như được trang trí lại trở nên gọn gàng và sáng sủa hơn rất nhiều thịnh noãn nói với anh lúc đưa cô về phát hiện có nhiều chỗ không tiện lắm nên tôi bảo người dọn hết rồi cậu yên tâm đều là những vật liệu hàng đầu bảo vệ môi trường có thể vào ở ngay diệp nam hành có chút sững sờ vô thức nhìn thịnh noãn đến nhà người khác thấy không tiện còn bảo người sửa sang lại cũng chỉ có đại tiểu thư như cô ấy mới làm ra loại chuyện này thịnh noãn chật lưỡi cười khanh khách nói sao vậy thẩm mỹ của tôi không tệ chứ tìm một phú bà làm người yêu cảm giác cũng không tệ nhỉ diệp nam hành chỉ ừ một tiếng anh đã quen với việc ậm ừ đồng ý trước khi nhận ra những gì cô nói thịnh noãn hết cầm hỏi anh cậu nói xem có thơm không diệp nam hành phớt lờ cô và tự mình đi về phía trước cậu vui là được tôi đi nấu cơm đây thịnh noãn liền hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng hệ thống mau kiểm tra giá trị hắc hóa của Diệp Nam Hành hiện giờ là bao nhiêu. Đang kiểm tra, giá trị hắc hóa của Diệp Nam Hành giảm 40%. Diệp Nam Hành ngồi xem báo cáo kiểm tra của bệnh viện, anh nghe thấy mẹ anh ngập ngừng hỏi, A Nam, thịnh tiểu thư đó có phải lần này đã giúp chúng ta rất nhiều không? Mẹ có thể hỏi vì sao cô ấy lại giúp chúng ta không? Cô ấy, cô ấy bảo con làm bạn trai của cô ấy. Diệp Uyển sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu ngay, bảo sao lại như vậy. A Nam, mẹ vẫn luôn làm liên lụy tới con, Mẹ biết là mẹ không có quyền nói gì, nhưng mẹ vẫn muốn nói rông dài, Thịnh Tiểu thư đó là một cô gái tốt, gia thế của cô ấy cũng tốt, nhưng cho dù lần này cô ấy giúp ta là vì cái gì đi nữa, sau này phần ân tình này chúng ta vẫn phải trả. Con biết rồi mẹ." Diệp Nam hành cúi đầu với vẻ mặt bất lực. Tinh khí của trẻ nhỏ không ổn định, chuyện của con và cô ấy, trong lòng phải rõ, mẹ không hy vọng con phải chịu tổn thương, "Vâng ạ, à, con biết rồi." Sáng hôm sau, khi Cố Lan Phong đang ngồi học trong lớp thì Thịnh Miên bước đến. "Chu Như mẹ của cô ta đã làm một chiếc bánh sandwich và nhờ thịnh miên mang đến cho cố lan phong thịnh miên có chút lo lắng khi ngồi trước mặt anh vì thời gian gần đây thái độ của cố lan phong với cô ta rất lạnh nhạt lấy hết can đảm thịnh miên liền lên tiếng mẹ tớ bảo tớ đưa cho cậu bà ấy làm riêng cho cậu đó cố lan phong đưa tay ra và đẩy chiếc bánh trở lại cảm ơn cô nhưng không cần đâu tôi ăn rồi thịnh miên sửng sốt một chút sau đó gượng cười nói tớ đã cầm đến đây rồi nếu không đói thì đợi lát nữa hãy ăn cảm ơn không cần đâu sau này cũng không cần phiền phức vậy đâu. Toàn thân thịnh miên như bị gội một gáo nước lạnh, cảnh tượng mọi người cười cờ xung quanh khiến cô ta cảm thấy người đau như búa bổ. Đôi mắt cô ta đột nhiên đỏ hoe, cắn môi nói, tùy cậu, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, ở một góc sân trường, thịnh noãn đưa chiếc bánh lên miệng ăn rồi hết lời khen ngợi, cô làm phải không, tài nấu nướng của cô tốt thật. Diệp Nam Hành cuối cùng cũng buông bỏ được sự lo lắng, vừa rồi anh còn lo cô ấy sẽ chê, không ngờ cô ấy lại ăn ngon lành như vậy. Cô gái trước mắt anh có đôi má phúng phính, giống như một con chuột đang vừa ăn vừa không quên khen ngợi, ngon quá đi mất. Diệp Nam Hành nhìn cô mỉm cười, trước đây sao không phát hiện ra cô ấy đáng yêu như này nhỉ, giống như chuột hamster vậy. Thịnh Miên chạy ra ngoài thì bất ngờ nhìn thấy cảnh này. Mọi oán hận trong lòng cô ta đều hướng về Thịnh Noãn, Thịnh Noãn vậy mà lại ở chung với Diệp Nam Hành sao? Thịnh Noãn sau khi ăn bánh xong thì nói với anh, sau này cô làm món gì ngon cậu đừng quên mang cho tôi một phần nhé, thay tôi cảm ơn cô nha. Diệp Nam Hành hỏi lại không cảm ơn tôi sao, là tôi mang đến mà. Thịnh noãn trợn mắt nhìn anh, cùng lắm cậu cũng chỉ là một tiểu ca chạy vặt mà thôi. Tôi vào lớp đây, cậu cũng mau trở về lớp của mình đi. Thịnh miên trong lòng không khỏi giận dữ, nếu không phải thịnh noãn cố ý tính kế mình thì sao mình lại mất đi cơ hội tốt như vậy, sao lại bị người khác chỉ chỉ trò trò. Sao lại mất đi sự quan tâm của cố Lan Phong được, mình rơi vào bước đường này mà cô ta lại có thể đến gần Diệp Nam Hành như vậy, mình không cam tâm. Diệp Nam Hành đang đứng dậy chuẩn bị về lớp thì liền thấy Thịnh Miên anh khẽ nhíu mày muốn tránh ra nhưng thịnh miên đã lên tiếng cậu đi cùng thịnh noãn gần như vậy hai người thành bạn bè rồi sao diệp nam hành vẻ mặt thờ ơ nói với cô ta không liên quan đến cô thịnh miên quay đầu lại hỏi nghe nói mẹ của cậu làm phẫu thuật rồi là tiền của thịnh noãn cho có đúng không sao như thế đã muốn làm bạn của cô ta rồi diệp nam hành im lặng thịnh miên lấy điện thoại di động ra nhìn anh rồi cười nói nghe bản ghi âm tôi gửi cho cậu đi hy vọng sau khi cậu nghe xong vẫn muốn làm bạn với cô ta diệp nam hành lấy điện thoại trong túi ra sau đó nghe những bản ghi âm mà thịnh miên vừa gửi diệp nam hành ngày nào cậu ta cũng giống như một con chó hoang vậy cậu ta mà cũng xứng được so sánh với cố lan phong sao tôi ngược lại muốn xem xem lúc cậu ta nghèo khổ còn có thể kiêu ngạo nữa không những công việc làm thêm của cậu ta tôi đều bảo người xử lý rồi cậu ta không có nơi nào khác để kiếm tiền chỉ có thể giống như một con chó ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi giúp cậu ta sao buồn cười thật tôi chỉ chưa đùa xỉ nhục cậu ta thôi các người không thấy như vậy rất thú vị à Thịnh Miên đã thành công khi nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Nam Hành đột nhiên trở lên lạnh lùng, trước đây cô ta đã làm mất công việc làm thêm của cậu. Ép cậu chỉ có thể làm chân chạy vặt cho cô ta để cô ta trêu đùa, vậy cậu đoán xem, bây giờ cô ta bảo cậu nợ khoản tiền khổng lồ, lại là muốn làm gì nữa đây? Cậu chắc sẽ không tưởng là cô ta có lòng tốt muốn giúp cậu đâu nhỉ? Cậu đừng quên, khi đó cô ta vì cái gì mà lại nhắm vào cậu? Thịnh Noãn đã được Thịnh Linh San gọi về nhà trước khi tan học và đội trưởng đội vệ sĩ SWAT đã đích thân đến đón cô. Vừa về đến nhà Thịnh Noãn liền lên tiếng hỏi mẹ Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy ạ? À? Sao giờ này mà đã gọi con về? Khi cô nhìn thấy cánh tay bà bị thương Thịnh Noãn không khỏi sửng sốt Tay mẹ sao lại bị thương rồi Swat lúc này mới lên tiếng Trong đám vệ sĩ có kẻ phản bội Nhưng cô yên tâm, người đã bị xử lý rồi Noãn noãn, mẹ phải về nước y Máy bay trực thăng của Leslie vô tình bị rơi xuống biển Bây giờ ba con vẫn còn đang hôn mê Người thừa kế hợp pháp mà Leslie ký tên là mẹ Chú của con Stephen vì để tranh giành tài sản mà đã muốn vươn tay tới Trung Quốc rồi. Con ở cùng mẹ, bọn họ sẽ ra tay với con đó, thế nên mẹ chỉ có thể tạm thời rời xa con, nhưng con đừng lo, Swat sẽ ở lại để bảo vệ con. Thịnh noãn hoảng sợ và buộc mình phải bình tĩnh lại, nếu Leslie thất bại ở bên đó, vậy bây giờ bà ấy đến nước y há chẳng phải đi tìm chết sao, kết cục vẫn không thay đổi. Cô ngập ngừng hỏi Thịnh Linh San, mẹ thật sự phải về ạ, mẹ cô nở một nụ cười cay đắng. Chỉ cần mẹ về, người ngấp nghé tài sản của Leslie sẽ không cần phải đối phó với một đứa trẻ không có quyền thừa kế như con được nữa. Con cũng an toàn hơn. Hơn nữa, lúc này Leslie ông ấy cần mẹ, mẹ phải ở bên ông ấy. Vậy mẹ trở về đi, đừng lo cho con, con nhất định sẽ có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Noãn noãn, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ về tìm con. Vâng ạ, à, mẹ cũng phải chú ý an toàn nó. Họ không thể chậm trễ, thịnh linh san không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ có một vài vệ sĩ và cùng nhau rời đi. Thịnh noãn quay lại nói với Swat, anh cũng về đi nấp trong bóng tối và làm mọi thứ trong khả năng của anh swat có chút ngập ngừng nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư thịnh noãn nhìn anh gần từng chữ đây là mệnh lệnh swat đưa một khẩu súng cho thịnh noãn sau đó cung kính cúi đầu tiểu thư norman xin cô hãy bảo vệ tốt bản thân tôi biết rồi anh đi đi không bao lâu thịnh noãn là người duy nhất còn lại trong nhà cô khóa cửa lại cho dù sự sống chết của bọn họ không liên quan đến vận mệnh của mình nhưng mình cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện suy cho cùng thì chưa từng có ai đối xử với mình tốt như vậy nhưng leslie rốt cuộc có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này không vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài là giọng nói của chu như noãn noãn là thím đây thịnh noãn nhìn bà ta qua cửa chống trộm có chuyện gì vậy noãn noãn mẹ cháu không ở nhà phải không thím có việc tìm mẹ cháu bà ấy không có nhà đi công tác rồi chu như vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào trong nhà trong mắt đầy tính toán tao nhìn thấy hết rồi làm gì có ai đi công tác mà không mang theo hành lý chỉ mang theo vệ sĩ chứ? Thịnh Linh San chắc chắn là đã ra nước ngoài rồi, có thể để đồ con lai này ở nhà, chứng tỏ là chuyện lớn, bà ta liền lên tiếng nói: "Đừng giấu thím nữa, trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mẹ cháu không có ở đây, thím là người giám hộ của cháu, đừng sợ." Bà ta nói như có ý khiển trách: "Đứa trẻ này, sao lại để thím của cháu ở ngoài thế, cho thím vào nhà trước đi." Trong nguyên tắc, người phụ nữ này mượn cớ quan tâm chăm sóc để vào trong. Sau đó nhân lúc nguyên chủ một mình hoảng loạn bất an, lấy đi hộp trang sức từ phòng của Thịnh Linh San, những thứ đó là tất cả tài sản mà Thịnh Linh San để lại cho con gái của mình. Thịnh Noãn không mở cửa, nhìn bà ta với vẻ mặt vô cảm, thím còn không đi là tôi báo cảnh sát đấy. Chu Như tức giận nói, có ý tốt mà bị xem như là lòng lang dạ thú, cái thứ con lai không có lương tâm, mày tự sinh tự diệt đi. Sau khi xác nhận Chu Như đã rời đi, Thịnh Noãn đứng dậy thu dọn tất cả các đồ trang sức có giá trị những thứ trang sức đáng giá này đến ngân hàng thuê cái két sắt để cất vào thì an toàn hơn. Nếu Leslie không thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, vậy thì những thứ này cũng coi như là đường lui cho bản thân mình. Khi cô vừa ra khỏi nhà, dịch vụ chăm sóc khách hàng thông báo, hệ thống kiểm tra thấy 10 phút trước phòng của bạn đã bị người khác cậy cửa mà vào. Thịnh Noãn cảm thấy mình thật may mắn là đã ra ngoài rồi, để đề phòng, đêm nay cô quyết định ở trong khách sạn cho an toàn. Có điều, như vậy cũng không phải là kế lâu dài, nếu thật sự có người muốn đối phó với cô, vậy phía sau chắc chắn sẽ còn ra tay cố lan phong giống với thịnh miên là đứa con của số mệnh ở thế giới trong sách nếu nghĩ cách ở bên cậu ta có lẽ sẽ có thể an toàn hơn chút hơn nữa gần đây cố lan phong thỉnh thoảng có gửi tin nhắn cho mình chắc là có ý với mình sáng nay còn hẹn mình ngày mai tan học xong gặp nhau ở cổng trường nữa để bảo vệ cái mạng nhỏ này đi gặp mặt cậu ta cái là được dù sao cũng không mất miếng thịt nào mạng nhỏ quan trọng không thể quan tâm tới bạn trai nữa buổi chiều tan học thịnh noãn lại nhận được tin nhắn của cố lan phong hẹn gặp cô ở cổng trường vừa nhìn thấy anh thịnh noãn liền lên tiếng hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì không cố lan phong mỉm cười và nói rằng anh sẽ tham dự buổi khiêu vũ trong lễ trưởng thành của trường và muốn mời cô làm bạn nhảy của anh thịnh noãn liền cau mày lại tôi còn chưa thành niên không tham gia cố lan phong mỉm cười ừ nhỉ cậu kém tôi một tuổi nên gọi tôi là anh mới đúng thịnh noãn im lặng một lúc vẫn không nhịn được cậu xin quá đi cố lan phong bị cô làm cho ho sặc sụa bất đắc dĩ đầu hàng được được được, là tôi không đúng, thực ra tôi muốn mời cậu tham gia với tư cách là bạn nhảy của tôi, có thể không? Thịnh Noãn nhìn anh rồi suy nghĩ, mình thực sự phải vì cái mạng nhỏ này mà ở bên cạnh cậu ta sao? Quả nhiên mình vẫn không làm được, muốn mình mỗi ngày phải đối mặt với cái tên xến sẩm này, mình thả ở một mình còn hơn. Cuối cùng cô từ bỏ việc ôm đùi cậu ta, trực tiếp lắc đầu, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Nói xong cô định rời đi, nhưng cố Lan Phong không có ý định dễ dàng từ bỏ, vì vậy anh vươn tay tóm lấy cô, Diệp Nam hành bất ngờ nhìn thấy cảnh này. Thịnh Noãn hất tay anh ta ra, "Tôi đã nói là tôi không có hứng thú rồi, cậu có thôi đi không?" "Thịnh Noãn, tôi nhớ lần trước ở trên thao trường cậu chặn tôi lại, nói rằng cậu có điều muốn nói với tôi." Thịnh Noãn có chút khó hiểu, "Hả, à, tôi nói gì cơ?" Hệ thống liền thông báo cho Thịnh Noãn, "Ký chủ xin hãy chú ý, kiểm tra thấy mục tiêu của nhiệm vụ Diệp Nam hành giá trị hắc hóa đã tăng lên, giá trị hắc hóa hiện tại 50%." Cô sững sốt một lúc sau đó theo bản năng quay đầu lại và nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ phía sau thịnh noãn vội chạy đuổi theo diệp nam hành vẻ mặt của cố lan phong cuối cùng cũng trầm xuống lần đầu anh chủ động với con gái nhưng kết quả cô ấy lại lạnh nhạt với anh như vậy đối với tên học sinh nghèo kia thì lại rất nềm nở thịnh noãn vừa chạy vừa gọi to diệp nam hành gọi cậu đấy sao không đợi tôi cô thở hồn hển đuổi theo xảy ra chuyện gì rồi sao giá trị hắc hóa sao đột nhiên lại tăng lên rồi diệp nam hành là đại phản diện của thế giới trong sách chắc mạng cũng thuộc dạng khá cứng, nếu mình ở bên cạnh cậu ta, có lẽ sẽ có thể đi đến cuối cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Thịnh Noãn lấy hết can đảm nói, Diệp Nam Hành, tôi có thể đến nhà cậu ở một thời gian không? Diệp Nam Hành quay sang nhìn cô, ở nhà tôi sao, nhà tôi rất quen thuộc à, hay là cô muốn đến gần xem xem, tôi trải qua những ngày tháng nhếch nhác không chịu nổi trông thế nào. Thịnh Noãn cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cô thận trọng thăm dò, cậu sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao? Diệp Nam Hành tràn đầy sự mỉa mai, lấy điện thoại di động ra và mở tệp ghi âm trước mặt cô. Diệp Nam Hành, ngày nào cậu ta cũng giống như một con chó hoang vậy, cậu ta mà cũng xứng được so sánh với Cố Lan Phong sao? Tôi ngược lại muốn xem xem lúc cậu ta nghèo khổ còn có thể kiêu ngạo nữa không, những công việc làm thêm của cậu ta tôi đều bảo người xử lý rồi. Cậu ta không có nơi nào khác để kiếm tiền, chỉ có thể giống như một con chó ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi, giúp cậu ta sao? Buồn cười thật. Tôi chỉ chơi đùa sỉ nhục cậu ta thôi, các người không thấy như vậy rất thú vị à? Từng câu từng chữ đầy ác ý, thịnh noãn đứng đó chết lặng diệp nam hành nghe giọng nói trong điện thoại di động lại nghĩ đến cảnh tượng mà anh vừa nhìn thấy bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười từ đầu cho tới cuối cô ta đều chỉ đang trêu đùa mình mà mình lại tin là thật thậm chí còn bởi vì cô ta giả vờ quan tâm tươi cười mà rung động thịnh noãn không còn gì để nói tuy những lời đó là những chuyện điên rồ mà nguyên chủ trước đây làm nhưng cái nổi đen này cô không nhận không được dù sao đó cũng là sự thật đã xảy ra rồi cơn đau nhói khiến trái tim diệp nam hành lạnh hơn anh nhìn thịnh noãn hỏi một cách chế giễu sao cô không nói chuyện nữa à sợ là phải khiến cô thất vọng rồi cô không thể tiếp tục chơi đùa tôi nữa rồi sau đó anh xoay người bước đi không quay đầu lại thịnh loãn đứng đó hồi lâu cả người như chết lặng diệp nam hành đang đi bước chân chợt dừng lại anh đi ngang qua chỗ mình từng làm việc bưng bê rượu vô tình nhớ đến hình ảnh người con gái trước mặt mình cô ấy không ngần ngại lấy tiền ra để giúp anh thoát khỏi rắc rối khi đó diệp nam hành tự cười một mình đó chẳng qua chỉ là trò chơi của cô ta buồn cười mình lại ngu ngốc tin rằng nó là thật lúc này anh chợt nghe thấy cái tên đó thịnh noãn cô ta thật đáng đời trước đây cô ta cứ nhắm vào cậu như vậy còn tính kế cậu giờ không ai quan tâm cũng đáng đời không sai tôi thấy mẹ của cô ta chắc chắn là không cần cô ta nữa rồi trong lòng diệp nam hành thoáng chút ngưng động không ai quan tâm sao vậy nên vừa rồi cô ấy mới hỏi mình có thể ở nhà mình không sao chẳng lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi nhưng sau đó anh trong nháy mắt tỉnh táo lại cô ta có xảy ra chuyện hay không cũng chẳng liên quan tới mình thật buồn cười rõ ràng biết cô ta đang chơi đùa mình vậy mà mình lại còn nhịn không được lo lắng cho cô ta. Diệp Nam Hành đi về phía trước với khuôn mặt không biểu cảm gì, sau khi đi được vài bước anh đột nhiên quay lại. Bỏ đi, cô ta đã từng giúp mình, xem như là trả ân tình vậy. Khi anh quay lại cổng trường, thịnh noãn đã biến mất từ lâu. Diệp Nam Hành liền bắt một chiếc taxi, chú, cho cháu đến tiểu khu kinh hoa. Tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu rồi cười thầm, cãi nhau với người yêu à, phải nói tôi với hai người thật có duyên đấy. Xe của tôi cũng là chiếc mà cô ấy ngồi để đưa cậu đến bệnh viện, vừa rồi cô ấy ngồi xe tôi về nhà quay đầu lại thì thêm cả cậu nữa diệp nam hành sửng sốt một lúc sững sờ ngẩng đầu lên hỏi đưa tôi đến bệnh viện sao đúng vậy chuyện cách đây không lâu tôi thấy cậu thần trí không rõ cô gái đó nói cậu bị người ta hạ thuốc rồi thiếu niên các cậu bây giờ táo bạo thật diệp nam hành hoàn toàn ngây người anh do dự một chút rồi hỏi tài xế chú khẳng định người lần trước là cô ấy không nhận nhầm người chứ tài xế cười nói chú em này thật thú vị bản thân mình ở một chỗ với người ta còn không rõ sao cô gái đó trông rất xinh đẹp, giống con lai, muốn nhận nhầm cũng khó lắm. Diệp Nam Hành đóng băng ở đó, vậy mà lại là Thịnh Noãn, chẳng trách khi đó mình gửi tin nhắn cho Thịnh Miên, cô ta không trả lời. Lúc đấy mình không tỉnh táo, nếu Thịnh Noãn tiếp cận mình, giúp mình hết lần này tới lần khác chỉ vì chưa chọc mình, vậy tại sao còn cứu mình lúc mình không tỉnh táo? Vậy nên, người mình hôn là Thịnh Noãn sao? Diệp Nam Hành vẫn còn bàng hoàng cho đến khi anh xuống xe và trả tiền. Anh đang do dự có nên gọi cho Thịnh Noãn hay không thì đột nhiên một giọng nói phía sau vang lên, Diệp Nam Hành. Anh quay lại thì nhìn thấy người bước đến là Thịnh Noãn. Thịnh Noãn cách anh vài bước, dừng lại với vẻ cảnh giác, vừa rồi không phải cậu ta đã quay mặt rời đi rồi sao, nhanh như vậy đã đến tính sổ rồi à? Diệp Nam Hành thấp giọng hỏi, lần trước là cậu đưa tôi đến bệnh viện sao? Thịnh Noãn vểnh tay lên, sao cậu ta lại biết? Vậy lúc mình tát cậu ta hai cái cậu ta cũng biết rồi à? Cô dừng lại, do dự rồi nói, là cậu cắn tôi trước nên tôi mới ra tay đánh cậu. Trái tim Diệp Nam Hành lỡ một nhịp, thật sự là cô ấy. Thịnh Noãn thấy anh không đi, ý thức được đây là cơ hội tốt để giải thích, cô vội tiến lên nói: "Những lời khi đó cậu nghe thấy là do lúc đầu tôi bị điên nên mới nói vậy. Sau này tôi biết mình làm vậy là không đúng rồi, cậu không thể vì trước đây tôi phạm lỗi ngu ngốc mà phán cho tôi án tử được, như vậy rất không công bằng với tôi, cậu nói xem có phải không?" "Vậy những lời cậu nói ở bệnh viện đó là thật lòng sao?" "Toàn bộ đều là thật, tôi thật sự muốn giúp cậu, muốn cậu khỏe mạnh, muốn khiến mối quan hệ của hai chúng ta gần thêm chút nữa." Thịnh Noãn lập tức giơ tay tuyên thệ: nếu có một câu là giả thì tôi sẽ tăng 10 kg mỗi năm và có thêm nếp nhăn trên mặt, đây đã là lời thề độc với tôi rồi, nếu cậu còn không tin vậy thì tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi tin cậu, Diệp Nam Hành đột nhiên lên tiếng. Thịnh Noãn không ngờ lại vượt qua khảo nghiệm dễ dàng như vậy, lập tức hai mắt sáng lên, Diệp Nam Hành, cậu thật tốt, tôi phát hiện ra tôi càng ngày càng thích cậu rồi. Diệp Nam Hành hơi sững người, sau đó rời tầm mắt đi, có chút xấu hổ thấp giọng nói, cậu có thể đứng đắn chút không? Trong mắt Thịnh Noãn tràn đầy chân thành. Nhìn vào mắt của tôi đi, đó là lời từ tận đáy lòng của tôi đấy." Diệp Nam Hành sau đó nhớ ra một chuyện, "Cậu hôm nay vì sao nói muốn đến nhà tôi ở? Vì mẹ tôi không phải đi công tác rồi sao? Trong nhà chỉ có một mình tôi nên cũng hơi sợ, tôi thuận miệng nói thôi, cậu đừng xem là thật." Diệp Nam Hành ngước nhìn về phía chung cư, dừng lại một chút rồi nói, "Nếu trong nhà cậu không có người, vậy có muốn đến nhà tôi ăn cơm không?" Thịnh Noãn tất nhiên là đồng ý, được đó, cậu còn không được. Sau khi ăn xong, Diệp Nam Hành tiễn Thịnh Noãn ra về anh suy nghĩ muốn giúp cô nếu cậu thật sự sợ cũng không chê nhà tôi chật trội vậy thì cậu có thể ở lại thịnh noãn vội vàng lắc đầu bỏ đi bỏ đi tôi đùa thôi ở nhà người khác nhiều kỳ cục lắm dù sao cô cũng đã xác nhận với hệ thống rồi tối nay trong nhà sẽ không có nguy hiểm gì vậy cậu đi đường cẩn thận đến nhà rồi thì gửi tin nhắn cho tôi được yên tâm đi thịnh noãn bắt một chiếc taxi chú cho cháu đến tiểu khu kinh hoa diệp nam hành nhìn theo chiếc xe đi khuất rồi anh mới trở vào nhà ngồi trên xe Thịnh Noãn nhận được thông báo từ hệ thống, nhà cô đang có người canh trước cửa, tài xế của chiếc xe này với những người đó là cùng một bọn. Thịnh Noãn gần như chửi thế ngay tại chỗ, lần sau đợi tôi tắt thở rồi hãy đến dọn xác nhé. Phớt lờ đồng đội lợn này, Thịnh Noãn vắt óc suy nghĩ thoát khỏi nguy hiểm trước mắt như thế nào đây. Có người bán hạt rẻ nướng trên con đường phía trước. Cô liền nói với tài xế, làm phiền anh dừng lại giúp tôi, tôi đi mua chút hạt nướng, sự khó chịu hiện lên trong mắt người lái xe. Ở đây là khu phố xá sầm uất, nếu để lộ thân phận sẽ rất phiền, cứ nghe theo cô ta trước đi. Thịnh Noãn mở cửa xe bước xuống, sau đó co chân chạy đi. Người lái xe lập tức gọi điện thoại cho đồng bọn, người chạy theo hướng đông nam rồi, mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy thoát. Đối phương còn chưa lộ diện, nếu giờ mình báo cảnh sát chắc chắn bọn chúng sẽ trở về nơi cũ. Khi Thịnh Noãn đang vắt óc suy nghĩ nên đối phó như thế nào thì một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Xem ra hình như cô gặp phải phiền phức rồi, có muốn đến chỗ tôi trốn không? Xem như là trả ơn lần trước cô giúp tôi. Thịnh Noãn ngẩng đầu thì thấy Thương Việt đang đứng đó chậm rãi mỉm cười với cô, cô do dự một chút sau đó gật đầu, "Được." Cô đi theo Thương Việt lên xe của anh ta. Đám người đuổi bắt Thịnh Noãn vừa chạy đến nơi thì chiếc xe đã lao vút đi, bọn họ liền mất dấu của Thịnh Noãn. Thương Việt sống trong một khu biệt thự có mức độ an ninh cao, anh ta đưa Thịnh Noãn vào nhà rồi nói với cô, "Tôi không thường về đây, cô cứ yên tâm sống ở đây đi, nơi này an toàn hơn nhiều." Thịnh Noãn lên tiếng cảm ơn anh. "Người bám theo cô là ai vậy?" Thịnh Noãn liền hỏi lại anh ta, "Anh không biết sao?" Thương Việt đột nhiên cười, được rồi, tôi biết, Leslie Norman hôn mê rồi, người thừa kế tài sản hợp pháp Thịnh Linh San cũng đã về nước y, tại sao Stephen vẫn còn để mắt đến cô, không buông tha cho cô. Chứng tỏ là tình hình của ông ta cũng không được tốt lắm. Trong nguyên tắc, sau khi Leslie xảy ra chuyện, nguyên chủ không bị nhắm vào là bởi vì lúc đó tình hình của Leslie đã không thể cứu vãn được nữa. Stephen kiểm soát được mọi thứ cũng không cần phải mạo hiểm ra tay với một đứa bé mồ côi ở trong nước nữa, nhưng lần này bởi vì lời nhắc nhở của mình mà Leslie sớm đã có sự chuẩn bị chắc hẳn là ông ấy đã để lại đường lui cho mình khiến stephen đau đầu mãi thế nên ông ta mới nhắm vào đứa ở trong nước là mình thương việt cười cười nhưng trong ánh mắt rất lạnh lùng và lý trí tôi chỉ có thể giúp cô trong khả năng của tôi thôi nếu người chú đó của cô tìm tới cửa tôi sẽ không vì cô mà đối đầu trực diện với ông ta tôi chưa bao giờ làm chuyện bất lợi với mình cả thịnh noãn cười lạnh một tiếng còn một nguyên nhân nữa là anh còn chưa lo xong thân mình đúng không thương việt không khỏi sửng sốt cô ấy nói không sai người anh cả ngốc nghếch kia của mình vì đồng minh Leslie xảy ra chuyện mà mấy ngày này hành động có chút điên rồ. Mình phải sắp xếp kế hoạch cho riêng mình, còn phải đối phó với tên ngốc đó, quả thật là có hơi bận. Nhưng sẽ không quá lâu, mình có thể khiến tất cả chuyện này kết thúc, kẻ ngốc thì phải đến nơi kẻ ngốc nên đến. Thương Việt đứng dậy rồi nói lời chào thịnh noãn, tôi nên đi rồi, chúc cô mưa đẹp.